bắt tạm giam người mẹ sát hại con trai rồi làm điều dại dột. Chùm buôn lậu 10 tường và hai cựu cán bộ công an tiếp tục hầu tòa. Tài xế buồn ngủ, ô tô lật ngửa sau khi tông liên hoàn hai xe máy. Bắt quả tang đối tượng dùng thủ đoạn làm sugar daddy thông qua dịch vụ đổi tình lấy tiền trên mạng. Nam sinh viên tử vong thương tâm trên đường từ quê ra Đà Nẵng. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, gần đây có rất nhiều vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, vợ chồng gây xôn xao dư luận. Đáng nói, những người con trong gia đình lại là người phải chịu thiệt thòi nhất. Mới đây, tại phường Bình Chuẩn, Bình Dương đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Một người phụ nữ đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính đứa con trai rứt ruột đẻ ra, rồi lựa chọn kết thúc cuộc sống. Tuy nhiên, người này sau đó đã được cứu sống kịp thời. Tại cơ quan công an, đối tượng này cũng đã bước đầu khai nhận nguyên nhân gây ra vụ việc. Ngày 15 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Phúc để điều tra. Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận sống chung với chồng và hai con ở nhà trọ nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Do buồn chuyện gia đình và có cãi nhau với chồng nên Phúc nảy sinh ý định sát hại con rồi làm điều dại dột. Rạng sáng ngày 12 tháng 12, Phúc thức giấc rồi dùng gối sát hại đứa con đang ngủ cùng mình. Khi con không còn cựa quậy, Phúc đã làm điều dại dột để chấm dứt cuộc sống. Nghe tiếng động, chồng Phúc ngủ phòng riêng ra xem thì phát hiện sự việc nên đã hô hoán và nhờ người xung quanh gọi xe đưa vợ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong, còn Phúc chỉ bị thương nhẹ và ra viện sau đó. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc. Vụ án mạng thương tâm xuất phát từ mâu thuẫn gia đình là lời cảnh báo về sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội. Cuộc sống không tránh khỏi những mâu thuẫn bất hòa. Tuy nhiên trong trường hợp xảy ra, mỗi người trong cuộc đều phải bình tĩnh lắng nghe và thấu hiểu để tránh những vụ án mạng đau lòng từ mâu thuẫn trong gia đình. Nhắc tới cái tên Nguyễn Thị Kim Hạnh tức 10 tường, chắc có lẽ ai cũng rõ vì đây là bà trùm buôn lậu khét tiếng ở đất An Giang. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà trùm buôn lậu về tội trốn thuế và rửa tiền. Hai đồng phạm của bà 10 tường là cựu cán bộ công an tỉnh An Giang, gồm ông Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1968, ngụ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, và ông Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1970, ngụ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cùng bị xét xử về tội rửa tiền. Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, bà Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 công ty trách nhiệm hữu hạn, 2 hộ kinh doanh do chính bà Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường. Quá trình điều hành hoạt động các công ty và hộ kinh doanh, bà Hạnh đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, bà Hạnh nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản này mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của bà Hạnh, nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền để bà Hạnh quản lý. Đồng thời, khi mua bán đường cát, bà Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 755 tỷ đồng. Bà Hạnh còn chỉ đạo những người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang, lúc đó đang là cán bộ công an tỉnh An Giang, nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Võ nhận 10 lần với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, Sang nhận 11 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Với danh nghĩa đầu tư nuôi cá, gửi tiết kiệm và làm từ thiện nhằm che giấu nguồn gốc số tiền buôn lậu đường và trốn thuế. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Chuyển sang một thông tin mới. Thời gian qua, có rất nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra mà nguyên nhân là do tài xế buồn ngủ hay sử dụng chất kích thích. Mới đây, một ô tô di chuyển theo hướng từ Đông Anh đến Phạm Văn Đồng, đến lối xuống cầu Thăng Long thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thì bất ngờ va vào giải phân cách cứng và hai xe máy dựng sát giải phân cách rồi lật úp. Được biết, qua xác minh ban đầu, tài xế buồn ngủ trong quá trình di chuyển. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường vành đai 3 trên cao để đảm bảo không xảy ra ùn tắc. Theo đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, ô tô biển kiểm soát 30E825XX do tài xế NVB, sinh năm 1972, trú tại Thái Bình điều khiển, theo hướng từ Đông Anh, Phạm Văn Đồng, đến lối xuống cầu Thăng Long, địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thì bất ngờ va vào giải phân cách cứng và hai xe máy đang dựng sát giải phân cách rồi lật úp. Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng,
hai xe máy bị hư hỏng, nằm ở ven đường và nhiều đèn tín hiệu giao thông bị gãy đổ. Làm việc với cơ quan công an, tài xế NVB cho biết, do buồn ngủ nên không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái. Rất may vụ việc không gây ra tai nạn nghiêm trọng về người, tài xế NVB chỉ bị say sát. Sau vụ tai nạn xảy ra, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế B và có kết quả không vi phạm. Đến 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ, đảm bảo không ùn tắc giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, mỗi người dân cần làm chủ tay lái của mình khi di chuyển phương tiện. Trong lúc lái xe buồn ngủ thì cần bật tín hiệu, xuống xe giải lao, giảm căng thẳng, tránh hậu quả thương vong đáng tiếc xảy ra. Mới đây, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt quả tang Lê Thanh Thuận, sinh năm 1998, ngụ tại phường Hưng Lợi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả Sugar Daddy thông qua dịch vụ đổi tính lấy tiền trên mạng. Theo đó, để có tiền trả nợ, Thuận sử dụng điện thoại di động truy cập vào mục hẹn hò của mạng xã hội Facebook. Thuận đưa ra thông tin mình là người giới thiệu, ai có nhu cầu tìm bạn trai, dịch vụ gọi là Sugar Baby và Sugar Daddy thì tương tác với y. Khi có người tương tác, Thuận sẽ trao đổi nhắn tin hẹn cho Sugar Baby và Sugar Daddy gặp nhau ở phía trước chi nhánh của một ngân hàng trên đường mùng 3 tháng 2, phường Hưng Lợi. Đồng thời, yêu cầu Sugar Baby chạy xe máy đến điểm hẹn để đón Sugar Daddy. Lúc Sugar Baby đến điểm hẹn thì Thuận đóng giả là Sugar Daddy để tiếp cận, giới thiệu là nhân viên ngân hàng. Sau đó, đối tượng giả vờ nói với Sugar Baby cần đến trụ sở khác của ngân hàng trên đường Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều để giải quyết công việc, nhờ Sugar Baby trở đi giúp. Khi đến nơi, Thuận vờ mượn xe chạy vào ngân hàng rồi biến mất cùng tài sản. Tiếp nhận tin tố giác của người bị hại, Công an phường Tân An đã tiến hành xác minh truy xét. Ngày 12 tháng 12, Thuận bị bắt quả tang khi đang tiếp tục thực hiện một vụ lừa đảo mới. Với thủ đoạn trên, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12, Thuận đã thực hiện chót lọt 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 xe máy tại địa bàn quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. Hiện Công an quận Ninh Kiều đã thu hồi 6 chiếc xe máy tăng vật mà Thuận đã chiếm đoạt để trao trả cho các bị hại. Công an quận Ninh Kiều thông báo, ai là bị hại của đối tượng Thuận hoặc người có liên quan đến vụ việc thì đến đơn vị để được hướng dẫn, phối hợp xử lý theo quy định. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật. Mới đây tại Quảng Nam, phát hiện nam sinh viên tử vong thương tâm trên đường từ quê ra Đà Nẵng. Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 12, em HQV, 23 tuổi, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, điều khiển xe máy hiệu Winner, biển số 92M1 ra Đà Nẵng học. Khi di chuyển qua khu vực đường tránh quốc lộ 1A, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, xe máy của V bất ngờ tông vào hộ lan. Sau đó, nạn nhân bị té xuống vực sâu khoảng 3m, tử vong. Do sự việc xảy ra lúc rạng sáng nên không ai kịp phát hiện. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tại thị xã Điện Bàn đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Được biết, V đang là sinh viên học năm thứ 3 tại một trường đại học tại thành phố Đà Nẵng. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Từ chiều tới đêm ngày 14 tháng 12, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra trên nhiều tuyến đường thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, xử lý hàng chục xe quá khổ, quá tải. Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tỉnh Quảng Ninh được huy động để kiểm tra, xử lý các phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Nhiều phương tiện đều có dấu hiệu cơi nới thành, thùng chở hàng. Hàng chục phương tiện đã được đưa về khu vực cây xăng Liên Hòa, thị xã Quảng Yên để lập biên bản xử lý. Cùng với việc kiểm tra trọng tải, lực lượng chức năng tiến hành thử nồng độ cồn, test ma túy đối với các lái xe, thậm chí có phương tiện vượt quá 250%. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản. Vì số lượng xe bị xử lý nhiều, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã phải phối hợp huy động cả lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Ninh, Công an thị xã Quảng Yên để tiến hành lập biên bản. Lực lượng chức năng đã sử dụng hàng chục xe công vụ để chốt chặn các tuyến đường, áp sát các phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Được biết, các phương tiện này đang tiến hành chở vật liệu san lấp từ dự án nghĩa trang Phúc Yên Viên, phường Tân An, thị xã Quảng Yên tới các khu công nghiệp trên địa bàn. Trưa ngày 15 tháng 12, trên sông Tiền Giang, phía bờ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ cháy phà. Thời điểm này, trên phà có một ô tô và hàng chục người đi xe máy. Một thanh niên với biểu hiện bất thường chạy xe máy có chở theo một thùng xăng loại can 30 lít, di chuyển xuống phà chạy xe rú ga nẹt pô. Sau đó, đối tượng đổ thùng xăng và bật quẹt lửa đốt. Ngọn lửa bao trùm thanh niên rồi bén sang nhiều xe bên cạnh, khói đen bốc cao nghi ngút. Nhân viên bến phà hô hoán nhau và cùng người dân dùng bình chữa cháy dập lửa. Nhận tin báo, Công an phường 3 đến ngay hiện trường bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi đốt, đồng thời phối hợp với người dân tiến hành chữa cháy. Theo thông tin từ Công an thành phố Sa Đéc, đối tượng thực hiện hành vi đốt là Võ Đoàn Nhật Quy, 26 tuổi, ngụ tại thành phố Sa Đéc. Đối tượng có dấu hiệu loạn thần, bị bỏng nhiều chỗ trên người. Hiện các lực lượng đã đưa đối tượng vào bệnh viện Sa Đéc điều trị các vết thương, kiểm tra xem có sử dụng ma túy không.
Vụ việc khiến một nhân viên bến phà bị bỏng mức độ nhẹ, 11 xe máy bị cháy hư hỏng hoàn toàn. Vách phà bị cháy đen, dây điện trên phà bị cháy hỏng. Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Liên quan đến vấn đề nợ lương của cán bộ giảng viên, ngày 15 tháng 12, ông Huỳnh Tấn Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho biết đã nhận đơn của cán bộ giảng viên liên quan quyết định ngừng việc tập thể vì nợ lương kéo dài. Theo đó, 17 cán bộ giảng viên thuộc khoa điều dưỡng và khoa y tế cơ sở của trường đã gửi thông báo quyết định ngừng việc tập thể từ ngày 18 tháng 12 tới lãnh đạo nhà trường. Theo các giảng viên, nhà trường đã không thanh toán tiền lương và phụ cấp cho họ trong thời gian 6 tháng tính từ tháng 7 năm 2023 đến nay. Dù vậy, các cán bộ giảng viên vẫn cố gắng lên lớp vì không muốn ảnh hưởng tới việc học tập của sinh viên. Tuy nhiên, do thời gian nợ lương kéo dài, đời sống của nhiều cán bộ giảng viên đã rơi vào cảnh rất khó khăn, không thể tiếp tục công việc. Do đó, tập thể khoa đã họp và thống nhất đi tới quyết định ngừng việc tập thể từ ngày 18 tháng 12 cho tới khi nhà trường giải quyết chế độ lương và phụ cấp. Hiện nhà trường đã nợ 6 tháng lương của 114 người lao động với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị này còn bị chậm đóng bảo hiểm nhiều tháng nay. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu trường Cao đẳng Y tế báo cáo, giải trình kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc chỉ đạo hoạt động của trường để xảy ra khuyết điểm kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Xin được chuyển sang thông tin khác. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo cả số lượng, chất lượng của phương tiện vận tải phục vụ người dân đợt cao điểm Tết. Ngày 15 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chủ động xây dựng kế hoạch bố trí xe dự phòng, đảm bảo số lượng và chất lượng phương tiện đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết 2024. Doanh nghiệp vận tải cần quán triệt toàn bộ nhân viên lái, phụ xe, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tuân thủ nghiêm túc luật an toàn giao thông, tuyệt đối không dùng rượu bia, chất kích thích khi thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị vận tải hàng hóa bằng ô tô cần có kế hoạch sử dụng hợp lý các phương tiện trên địa bàn Hà Nội. Lưu ý những tuyến phố cấm, tuyến đường có quy định về thời gian, không dừng đỗ trên đường vành đai 3 trên cao. Đặc biệt, trong ngày cao điểm, đơn vị vận hành xe buýt, xe taxi, điều động xe tăng cường, giải tỏa khách tại các bến xe khách liên tỉnh, điểm trung chuyển, nhà ga. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị vận tải xe khách, xe taxi niêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng giá, phụ thu khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Các phương tiện phục vụ phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Nhằm giảm tối đa áp lực tại bến xe trước và sau các dịp nghỉ Tết, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị khai thác bến xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh mở bán vé sớm hơn, chủ động kiểm tra, kiểm soát xe ra vào bến, chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định. Nếu hành khách có dấu hiệu đưa chất cháy nổ, các loại hàng hóa cấm lên phương tiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh từ ngày 16 tháng 12, miền Bắc trải qua tháng 10, tháng 11 và nửa đầu tháng 12 nóng bất thường, nền nhiệt cao hơn hẳn trung bình nhiều năm trước, riêng Tây Bắc Bộ cao hơn từ 3 đến 4 độ trong nửa đầu tháng 12. Những ngày đầu tháng 10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trải qua một đợt nắng nóng cục bộ, điều rất hiếm gặp trong nhiều năm trước đó. Hàng loạt các khu vực ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 10. Ngày 5 tháng 10, nhiệt độ đo tại Láng Hà Nội 36,4 độ, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào 20 năm trước, trở thành ngày nóng nhất tại Hà Nội trong tháng 10 ghi nhận được. Kỷ lục nhiệt độ trong tháng 10 cũng được ghi nhận ở hầu hết các tỉnh miền Bắc như Hà Nam, Nam Định, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Cạn, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nghệ An. Đáng lưu ý, nhiệt độ ngày 5 tháng 10 tại sông Mã Sơn La lên tới 37,1 độ, vượt qua kỷ lục lịch sử được thiết lập trước đó 57 năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nền nhiệt trung bình tháng 10 năm 2023 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ, có nơi trên 2 độ. Các khu vực khác trên cả nước cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ. Sang tháng 11, ngoài hai đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc khá cao. Nhiều kỷ lục nhiệt độ trong tháng 11 được thiết lập trên cả nước. Ngày 5 tháng 11, nhiệt độ tại Hòn Dấu, Hải Phòng là 33 độ, vượt qua kỷ lục được thiết lập trước đó 36 năm. Nhiệt độ tại Uông Bí, Quảng Ninh ngày 9 tháng 11 là 32,7 độ, là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở khu vực này trong tháng 11. Khu vực sông Mã Sơn La tiếp tục là nơi nóng nhất miền Bắc trong tháng 11, khi ghi nhận nhiệt độ vào ngày 10 tháng 11 là 36 độ, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở khu vực này trong tháng 11. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 11 năm 2023, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Bắc Tây Nguyên cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ, có nơi cao hơn 1,5 độ, các khu vực khác cao hơn từ 0,5 đến 1 độ.
Trong nửa đầu tháng 12 năm 2023, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1,5 đến 3 độ so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, khu vực Tây Bắc Bộ cao hơn từ 3 đến 4 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những tháng đầu mùa đông năm nay khá điển hình cho một năm chịu tác động của El Nino với mùa đông đến muộn, nền nhiệt cao. Tuy nhiên, trái ngược với nửa đầu tháng 12, từ nửa cuối tháng 12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón rét dị thường với nhiều đợt không khí lạnh mạnh liên tiếp sẽ tràn xuống nước ta. Dự báo từ đêm nay và ngày mai, miền Bắc chuyển mưa rét. Từ đêm mai ngày 16 tháng 12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm từ 11 đến 14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 15 đến 18 độ. Dự báo những ngày sau đó, liên tiếp không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống miền Bắc, khiến trời rét đậm, rét hại kéo dài. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.